Đi lên nước cho bố nhé, lấy một gáo nước cho bố đi. Thank you.
ơn nhà cho cơm nhé. Cho cơm, nấu cơm cho mẹ bố đi mua rau nhé, nhà chưa? À, nhà cô được đi đâu nhé, cho cơm nhé. Bố đi đây.
Vâng, xem cơm tiếp. Lấy bố đi đường bố hái được cả dao dớn này. 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 Qua quả đây nhé, bố hái đây nhé. Ngon không? Cô ăn gì đó? Ngon không? Quả. Ăn một quả đi. Con là cái này bóp ngực cực kỳ đấy, bóp quay bên đấy. Ừ. Ừ. Không, làm ngắn một tí đi. Này, như thế này nhé. Con bóp từng ngọn xuống gốc nhé này. Đấy. Ừ. Ừ, đấy, lấy cái đấy. Đấy, phải á. Xong mình đưa cho mẹ nhé. Thank you.
Mình lấy cơm cho mẹ trước, cho mẹ sau là mình mới về ăn cơm nhé. Em đến đưa cơm cho vợ ấy. Anh hiện tại vẫn đang bị đau đầu chưa tỉnh được. Thế bác sĩ đưa cơm khi nào vợ tỉnh cho cho. Rồi, tôi sẽ đưa cơm và đây sẽ có nhân viên hỗ trợ. Không sao đâu, nhưng mà nghe tỉnh thôi. Hiện tại ảnh hưởng não một tí. Đây là con của anh à? Vâng ạ, đây. À đấy, đấy cháu con đấy. Rồi hai bố con cứ về đi nhá. Vâng, thế mong bác sĩ giúp đỡ cho vợ em tỉnh.